Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gỗ này. Ok, bây giờ bạn cắt Ivy League cũng được, nhưng mà có thêm một bài toán cần giải, đó là khoảng tầm 2 tháng rưỡi nữa tôi ra pomade. Thì từ lúc bây giờ đến 2 tháng rưỡi nữa tóc tôi phải đủ dài lại để vuốt được pomade. Dài tóc ngắn vẫn vuốt pomade được mà bạn. Nhưng mà nhìn nó bẩn. Tóc người bình thường thì 1 tháng mọc khoảng tầm 1 đến 1,5 cm, mà tóc tôi dùng Argan Oil thành ra là 1 tháng mọc được tầm 3 cm đấy. Nên là cứ thế cứ theo đấy mà tính. Thế là do tóc bạn hay là do Argan Oil đấy? Sắp tới tôi chuẩn bị làm cái podcast trên YouTube, mời các barber về chia sẻ anh em về cuộc sống, nghề nghiệp. Thì có gì bạn sắp xếp tham gia nhỉ? Được chứ, ok, đồng ý luôn. Tôi đang set up cái góc quay podcast rồi, lần đầu làm set up cái đấy nó cũng phức tạp hết đấy, tại vì nó giống kiểu trường quay ấy, khách mời, mic miếc nó phải chuẩn. Podcast đấy chủ yếu nó đề cao cái âm thanh và set up phòng phía cách âm các thứ nó mới chuẩn. Nhưng mà mỗi một cái tập thì nó sẽ là một chủ đề khác nhau bạn, hay là như nào? Sẽ tùy vào khách mời, mình sẽ chọn cái chủ đề làm sao nó phù hợp nhất với khách mời của mình. Chủ yếu là mình vẫn sẽ kiểu chia sẻ về đời sống, tâm tư của anh em làm nghề là chủ yếu. Chứ mình không đi nặng, đi sâu về kiểu là kỹ thuật rồi cắt thế nào, rồi thì kiểu tóc như nào đấy. Tâm tư làm nghề, sáng ra cắt phải quả khách hãm thế, đấy, chia sẻ. Thế bạn nhắm khách mời đầu tiên là ai đấy? Đây, tôi mời bạn đầu tiên đấy. Người đi đầu à? Người đi đầu. Bạn cắt cho tôi là lâu năm nhất rồi, mời bạn đầu tiên là đúng rồi. Anh em cắt lâu phết là bao nhiêu năm rồi? Quá là vinh dự luôn. Bao năm nhỉ? 5 năm. 5 năm rồi, 5 năm. 5 năm. Đúng rồi, 2017. Đúng. Còn 2017. Thời gian trôi quá nhanh luôn. Bạn đã già rồi, còn tôi thì vẫn trẻ thôi. Không, tôi vẫn trẻ. Có thể chưa kế hoạch gì à? Tôi thì tôi có tính, nhưng mà nó cũng chưa phải thời điểm phù hợp. Người tính không bằng trời tính. Nhạc đi bớt đi không khác hẳn với nhà bạn nhỉ? Tôi nhìn bạn trông bắt đầu khác rồi đấy. Bạn nhìn được tôi cận rồi, nhìn được đâu. Phó mặc số phận. Hôm tới podcast bạn mời tôi là bạn định cho chủ đề gì đây? Yên tâm, tôi quá hiểu bạn rồi. Quá hiểu bạn rồi. Sẽ có, sao hiểu tôi được? Sẽ có đủ chủ đề để khai thác vào những cái góc sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn. Ôi vậy. Cái podcast đấy bạn nhắm đến mục tiêu là ai? Là những người như thế nào? Mục tiêu thì chỉ đơn giản là tất cả những là nam giới. Nó cũng không hẳn là chơi tóc đâu. Chơi tóc, lúc nào là nam giới? Nó không liên quan gì cả thì người ta xem có khi người ta lại cảm thấy hay, người ta lại có nhu cầu muốn đến thử cái cửa hiệu cắt tóc như vậy. Hay là một cái làn gió mới bảo từ trước bây giờ mình nghĩ là cắt tóc nó chỉ đơn giản thôi, chạy ra 30 size thôi, nhưng mà người ta xem xong người ta có thể thấy là nghề nó không chỉ đơn giản như thế, nó có thể đặt vào tâm tư tình cảm của người thợ chẳng hạn. Thì người ta sẽ muốn trải nghiệm cái cảm giác cắt tóc mà nó không công nghiệp, nó làm một cái gì đấy. Dần dần mình muốn là cái series podcast đấy mình có thể làm cho người ta tôn trọng được cái nghề nghiệp đấy. Hay đấy nhỉ. Cái thằng cắt tóc về sau thì người ta tôn trọng nghề hơn chẳng hạn. Nên ra là nghệ nhân cắt tóc. Nghệ thi đúng không? Nhưng mà nếu mà để mà xét thêm phương diện mà có nó phải là nghệ thuật không, thì cắt tóc thực ra nó là nghề nghệ thuật đúng không? Rõ ràng. Là tạo ra ở bàn tay con người. Không. Cứ bất kỳ cái gì là mình tạo ra và bởi đôi tay con người đều gọi là thật hết. Nghĩ thì đã là những cái gì liên quan đến là vẻ đẹp, cảm xúc thì nó đều có thể là mang tính nghệ thuật hết. Nhưng mà bạn nghĩ cái xu hướng đợt tới nó sẽ là những kiểu tóc như nào? Xu hướng thì lúc nào nó cũng phải theo các idol rồi. Bây giờ bọn TikTok nó mạnh quá. Kiểu cái kiểu tóc nào mà nó xuất hiện nhiều trên TikTok thì nó sẽ thi nhau để kiểu tóc đấy. Tôi thì có thể là kiểu anh em mình già rồi, không nhiều khi không chạy theo trend nữa, thì mình thấy nhiều người để mình cũng chẳng muốn để theo, mình kiểu trung thành những kiểu tóc nào hợp mình nhất thôi. Đúng rồi, thực ra tôi nghĩ là là con trai ấy, mình tìm được những cái kiểu tóc mà phù với mình này, mình thấy tự tin khi mình để kiểu tóc đấy. Mà mình đến gặp người thợ mình quen, mình kiểu order kiểu tóc đấy, mình lúc nào mình cũng nhận được cái mà mình muốn ấy. Đấy là một cái feeling mà khó để thay thế được bạn ạ. Nó là một cái feeling rất là tuyệt. Hoặc cũng có thể là do tuổi trẻ thì nó risky hơn ấy. Đúng. Còn mình già mình nhiều khi an toàn, mình biết kiểu này mình để sẽ đẹp thì mình cứ để cái kiểu đấy thôi. Đúng. Tôi làm thì càng lâu ấy, tôi nói chuyện với khách hàng càng nhiều ấy, thì cái mà tôi nghĩ là xu hướng một số đợt tới nó có thể sẽ có, đấy là tôi nghĩ nó sẽ tập trung vào những kiểu tóc mà người ta không cần mất nhiều thời gian để tạo kiểu, những kiểu tóc mà người ta không cần cái cắt tóc lại quá nhanh, đấy là những cái nhu cầu thiết yếu nhất. Thế là từ cái đợt dịch là đã bắt đầu cái kiểu người ta hay chuộng những cái phong cách kiểu cắt tóc như thế rồi. Chính xác. Lười mà, từ cái đợt dịch bắt đầu lười. Đúng. Những kiểu tóc đấy dần dần là theo thời gian nó sẽ lên ngôi. Tiếp thế tôi phá sản à? Không, ý là vẫn sẽ luôn luôn có những người ta vẫn yêu thích một cái phong cách nào đấy, theo đuổi một cái phong cách nào đấy. Ý đại loại là về sau, về lâu, về dài, về... Càng ngày càng lớn thì tôi nhận ra là người ta chẳng mong muốn kiểu tóc gì cụ thể, có thể mong này dễ để cho được, không cần cắt lại quá nhiều, có thể là thay vì ngày trước là 2 tuần cắt một lần. Hồi đấy anh em vẫn chơi phây mà, 2 tuần thì cắt một lần, bây giờ mọi người thích để những kiểu tóc tháng cắt một lần cũng được. Ngày trước để với cái kiểu pompadour đấy cắt lâu phết đấy. Đúng. Còn phải phết phiếc đã mất nửa tiếng đồng hồ rồi. Một cái kiểu ngắn như bây giờ nó hay để cắt nó cũng nhanh hơn. Với cả về bản chất những cái kiểu tóc đấy nó sinh ra ấy, nó dựa trên như kiểu là trên đại đa số người, đặc biệt là người Việt Nam, châu Á thì kiểu những cái đường chân tóc mọc tự nhiên thì nó cũng gần như là nó support cho kiểu đấy. Thực ra về bản chất ấy, giữa châu Á và châu Âu, châu Mỹ nó có nhiều cái khác nhau mà. Bạn để ý xem châu Á bao nhiêu người có râu, đúng không? Rất ít. Rồi những cái đường nét trên khuôn mặt nó khác. Tây cái đường nét khuôn mặt rõ nét hơn, cái feature nó khác, nên là tóc người ta làm ra nó cũng cần cái sự thay đổi để cho nó phù hợp, chứ không thể bê y nguyên vào, nó không giống nhau, nó không hoàn toàn giống nhau. Ngay từ đơn giản thôi, kể cả là cùng một người châu Á, nếu bạn tưởng tượng ra một người mũi to và trán nhỏ với cả một người mũi nhỏ, trán to, trán cao, để hai cùng kiểu tóc, mỗi người sẽ ra một cái phong cách khác nhau rồi đấy, kiểu như vậy. Thích vị này không? Nó chua kiểu chua chanh đúng không? Cảm giác nó uống nó fresh. Thực ra bọn tôi lúc đầu cũng định bán nhưng mà chưa tìm được người pha bạn ạ, nên là thôi. Đây, người pha đây. Người pha này không tin lắm bạn ạ. Người pha này bán 200.000 một gốc vào. Người pha này làm việc theo cảm hứng lắm bạn ạ, để đéo được. Đây để tôi lấy cho. Ngon đấy. Ngon chứ. Đang không có nguyên liệu còn chưa khớp hẳn nhá, phải đúng. Bình thường pha bằng cold brew ngon nữa bạn ạ. Nó có thể là cái khi mà mình đặt ra mục tiêu là ban đầu là mình làm vì tiền thì các cái quyết định tiếp theo của mình sẽ dựa trên mục tiêu đấy. Còn mục tiêu ban đầu là tôi muốn tạo ra một cái môi trường, tôi muốn tạo ra một cái nơi mà có thể nuôi dưỡng được tài năng, tôi muốn tạo ra một nơi mà kiểu anh em học có thể đảm bảo được là có thể có một cái nghề ổn định, thì nó sẽ các cái move, các cái action của mình nó sẽ khác. Ví dụ như là giả sử đơn giản thôi, nó đặt mục tiêu là vì tiền, một khóa tôi ít nhất tôi tuyển được 20-30 học sinh. Đấy, lần này tôi chỉ không biết đầu ra bao nhiêu, đầu vào nhất phải như thế đã, rồi tính tiếp, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình đặt mục tiêu là anh em học sinh học xong phải có khách để cắt này, có môi trường để làm việc, có nơi để phát triển, có họ được học cái kỹ năng này, kỹ năng kia, thì lúc đấy là cái action của mình nó khác. Action của mình là vậy thì để đảm bảo cái việc đấy ra được chất lượng thì một khóa mình chỉ quyết định được bao nhiêu người thôi, không thể nhiều được, vì lực sức người có hạn mà. Một thầy dạy tôi thật là ratio nó chỉ tầm 1:4 hoặc 1:5 là hết cứt. Nhiều quá làm sao bạn đảm bảo được là chất lượng nó ra nhỉ? Đúng. Đó. Xong rồi còn quy chế, rồi còn tất cả những cái hành trình, mình đưa ra một cái hành trình cho người ta để người ta đi theo nữa. Tôi thấy nó để mà nói công nghiệp thì nó vẫn là đúng, bởi vì là bản chất công nghiệp nó không phải là xấu. Đấy. Công nghiệp nó cũng là sự phát triển mà. Nhưng mà tôi muốn là mang đến một cái, có thể là cũng có thể gọi là mô hình công nghiệp đi, nhưng mà mô hình công nghiệp đấy tôi đặt một cái tiêu chuẩn bọn tôi đề ra. Tiêu chuẩn đấy dựa trên rất nhiều người. Đấy, và sẽ bao gồm cả ý kiến của khách hàng và dựa trên cả những kiến thức bọn tôi có. Chúng tôi tìm ra những cái tiêu chuẩn tốt nhất để gọi là balance giữa thợ và khách, để thợ làm việc đủ thoải mái mà khách hàng luôn luôn nhận sản phẩm tốt. Đấy. Không phải vì là anh ấy để tóc này 10 năm rồi. Đúng rồi, hơn rồi mà. Không, anh quen anh, có trước là anh quen. Thì anh phải biết là tức là trước đấy nó không ra hẳn là con Bano, nhưng nó vẫn là cái kiểu. Đúng rồi. Tức là cái thể là mặc đồ áp sức con Bano, rồi là sai mắt con Bano, rồi là mua đồ gì con Bano. Vẫn là con Bano. Dài ra thì nó vẫn thế. Nhưng mà anh chính vì thế thằng Huy ở trên mạng nó bị một cái miss, một cái lời nguyền là chỉ để kiểu tóc đấy. Nên là cái ngày xưa anh đã bảo nó là bạn phải cắt kiểu khác đi. Anh bảo nó rất nhiều lần rồi, phải cắt kiểu khác đi. Cắt kiểu khác thôi. Tôi thành cắt form cho anh đẻ nha. Cắt đẻ nhưng mà lại xong lại nuôi lại rồi cắt form. Rồi ghê luôn đấy. Tại vì thế nó mới review được sát. Thế xong Facebook con nào cũng đẹp.